Tiếp theo, các em tìm hiểu về dạng quá khứ đơn của động từ to be. Động từ to be các em biết rồi, mình có là am, is hoặc là are. Thì đấy, thì trong khi quá khứ đơn, động từ to be các em sẽ chia ra hai kiểu. Đó là was hoặc là were. Thì trong đó những cái ngôi mà chủ ngữ là I, he, she và it, các em to be của nó sẽ chia thành was. Đấy, gọi là to be cho dạng là số ít, ngôi số ít. Còn những cái chủ ngữ là we, you và they, các em sẽ to be của nó là chia thành were. Đấy, thì các em lưu ý cho mình cái cấu trúc sử dụng của động từ to be đi ở trong quá khứ đơn, thì nó là in hệt như là cấu trúc của cho to be trong hiện tại đơn. Đấy, chẳng qua là trong quá khứ đơn thì can to be phải đổi thành was hoặc là were. Các em nhớ mình ví dụ đầu tiên, mình có câu là tại sao họ đã tức giận. Đấy, và ví dụ như là trong hiện tại đơn đi, các em sẽ nói là why are they so angry. Thì trong quá khứ đơn, các em chỉ việc đổi động từ to be là are thành were. Đấy, các em có câu là why were they so angry. Tiếp theo câu thứ hai các em có là she was not at home and they were not at home either. Câu này các em dịch là cô ấy đã không ở nhà và họ cũng đã không ở nhà. Cô ấy đã không ở nhà là she was not at home. Đấy, thì bình thường các em có trong thì hiện tại đơn, các em bảo là cô ấy không ở nhà, các em bảo là she is not at home. Đấy, not vẫn để sau to be. Đấy, chẳng qua ở quá khứ đơn, các em đổi is thành was. Bây giờ các em sẽ có là she was not at home. Đấy, nhìn chung là nó sẽ chia, nó có dạng đảo, hay là khi mà em nói câu hỏi các em vẫn đảo to be lên trước. Thì tương tự quá khứ đơn của to be cũng thế. Đấy, nó chỉ khác cái việc đấy là cái động từ to be của em sẽ chuyển hai dạng, đấy là was và were, nó tùy vào ngôi. Thế thôi, thì như trên đấy là những cái kiến thức cơ bản cách dùng về quá khứ thì quá khứ đơn trong tiếng Anh. Thì hy vọng các em sẽ nắm vững cho cả hai dạng là to be và cho động từ thường. Chúc các em học tốt.